chào mọi người quay trở lại với kênh YouTube của An Phát Computer. Thì là mẫu màn hình đầu tiên trên thế giới có kích thước lên đến 48 inch siêu to thì Gigabyte Aorus FO48U đã có mặt tại Việt Nam. Thì ở đây thì vượt qua mẫu màn hình là 43 inch trước đó cũng của Giga, thì đây là mẫu màn hình có kích thước lớn nhất trong phân khúc màn hình máy tính. 48 ở trong tên này thì có nghĩa là màn hình 48 inch và mức giá thì cũng là hơn 48 triệu luôn. Tính ra thì một inch sẽ rơi vào khoảng 1 triệu đồng, còn chỗ còn lại thì mình nghĩ chắc là tiền đóng hộp với cả tiền vận chuyển. Và nếu như muốn tăng trải nghiệm khi chơi game này và biến góc gaming của mình thành một rạp chiếu phim mini có một chiếc màn hình siêu to ngang ngửa một cái tivi thì đây chắc chắn là mẫu màn hình mà các bạn sẽ phải mua. Về thiết kế thì đây giống y như một chiếc tivi với màu đen lì bao phủ toàn bộ màn hình. Phần trên đế này thì được tháo lắp rất là dễ dàng với hai chân đế hình chữ V được làm bằng kim loại cực chắc chắn sẽ giúp cho màn hình của các bạn cố định được ở trên bàn. Nhìn vào phần mặt sau thì mình có thể nhận ra đây là một chiếc màn hình gaming chứ không phải là một chiếc màn hình tivi. Ở đây thì lớp vỏ đằng sau này sẽ được làm bằng nhựa với các đường cắt cách điệu và logo Aorus ở chính giữa. Màn hình này thì có tích hợp VESA 300x300 này cho khả năng tương thích này, hỗ trợ này và chất lượng hiển thị của màn hình cực kỳ tốt để các bạn có thể sử dụng được. Và nếu như mà không có diện tích để chiếc màn hình này ở trên bàn thì các bạn hoàn toàn có thể treo lên nhé. Gigabyte thì sẽ trang bị một chiếc điều khiển từ xa để có thể cài đặt và điều chỉnh được chiếc màn hình này. Thì đây là chiếc điều khiển từ xa này. Thì với các thiết lập như là khởi động màn hình này, chế độ hình ảnh này, điều chỉnh âm lượng này, tắt bật loa, màn hình này thì còn có trang bị hai loa ở ngay phần dưới này để cho các bạn có thể điều chỉnh được chế độ âm thanh của mình, như là khi chơi game thì sẽ có chế độ FPS này, khi xem phim thì sẽ có chế độ movie, hay là khi nghe nhạc thì sẽ có chế độ live concert để cho chất lượng âm thanh khác nhau nữa. Cổng kết nối thì sẽ được đặt hết về một bên, sẽ gồm có một jack audio này, hai cổng HDMI, một cổng DisplayPort, một cổng USB Type-C, hai cổng USB Type-A và một cổng USB Type-B. Và có một điểm mình rất thích ở trên chiếc màn hình này chính là hãng đã thiết kế nguồn ở bên trong màn hình. Thế cho nên là các bạn sẽ chỉ cần cắm dây nguồn vào và sử dụng luôn thôi, sẽ không còn bị vướng bởi adapter nữa. Mặt trước thì sẽ có duy nhất một logo Aorus ở chính giữa màn hình. Bốn cạnh viền thì siêu mỏng vẫn luôn bắt kịp xu hướng gần như là tràn viền hiện nay. Thì với độ phân giải ở đây là 3840x2160 Ultra HD thì đây sẽ là màn hình 4K, tần số quét 120Hz, trang bị tấm nền OLED cho khả năng hiển thị màu đen rất là tốt, và vì không sử dụng đèn nền bắt sáng giống như các tấm nền IPS này, và khi đi kèm với độ phân giải cao sẽ cho hình ảnh cực kỳ nét nữa. Ngoài ra thì còn có tích hợp AMD FreeSync cùng độ trễ 1ms, thì hiện trạng giật hình xé hình gần như sẽ không gặp phải trên chiếc màn hình này. Góc nhìn rộng thì đương nhiên rồi, đây là màn hình 48 inch cơ mà. Ở đây thì khi ngồi với khoảng cách bình thường như những chiếc màn hình 27 inch hay là 32 inch khác thì mình chắc chắn là các bạn sẽ chỉ nhìn và tập trung duy nhất vào màn hình thôi. Và đối với mẫu màn hình này thì mình khuyên là các bạn nên ngồi ra xa một chút, vì mới đầu nếu chưa quen thì sẽ có thể bị tiền đình và hơi mất một khoảng thời gian để có thể làm quen. Nhưng mà nếu như khi đã quen rồi thì đây chắc chắn là một mẫu màn hình được khá là nhiều người ưa thích, vì trải nghiệm chơi game như các tựa game ngồi từ xa như là PS5 này, đua xe này, hoặc là khi xem phim thì màn hình to vẫn sẽ là sự lựa chọn hàng đầu. Chất lượng hiển thị và màu sắc trên chiếc màn hình này sẽ là 130% sRGB, 98% DCI-B3, độ sáng cao hơn 1000 nit sẽ cho các bạn màu sắc và ánh sáng khá là chuẩn trên chiếc màn hình này. Thì ngoài sử dụng để chơi game giải trí ra thì đối với các phần mềm đồ họa liên quan đến màu sắc này, các bạn cũng có thể sử dụng được để phục vụ nhu cầu làm việc. Các tính năng khác như là ở đây chúng ta sẽ có là OSD Sidekick độc quyền của Aorus sẽ cho phép các bạn điều chỉnh các thiết lập cài đặt màn hình mà không cần đến sử dụng điều khiển của màn hình ngay ở phần dưới này. Các bạn có thể điều khiển trực tiếp ngay trên chiếc điều khiển này, trang bị các thiết lập màu sắc với từng chế độ khác nhau như là xem phim hay là chơi game. Một tính năng nữa thì cũng sẽ cho các bạn một khái niệm hoàn toàn mới về những gì một chiếc màn hình có thể làm được, chính là khả năng KVM cho phép các bạn điều khiển nhiều thiết bị thông qua một bộ bàn phím và chuột. Nghĩa là các bạn sẽ hoàn toàn chỉ cần sử dụng một bộ bàn phím và chuột thôi, đồng thời cho cả hai máy, ví dụ như là PC hoặc là laptop, khi kết nối tín hiệu vào với chiếc màn hình này thì sẽ không cần phải sử dụng đến hai bộ bàn phím hoặc là chuột riêng biệt nữa. Và khi muốn điều khiển thiết bị nào thì đơn giản chỉ cần ấn nút chuyển đổi tín hiệu ngay trên màn hình là xong.
không? Thêm vào đó thì với công nghệ chống nháy hình này cũng sẽ giúp các bạn cảm thấy là không bị mỏi mắt và mệt mỏi khi nhìn vào màn hình quá lâu. Và nếu như màn hình to quá thì các bạn cũng có thể cài đặt chia đôi chiếc màn hình này ra để có thể làm việc. Và cuối cùng thì các bạn nghĩ sao về mẫu màn hình 48 inch này? Comment ở dưới cho mình biết nhé. Và đường link sản phẩm cũng như là các chương trình khuyến mại khác mình cũng sẽ để ngay phía dưới luôn. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là An Phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.